chào cô Dư Thảo. Cô chào Thanh Giang. Chà, làm cái gì mà miệng thì chào cô, mắt thì cứ chăm chăm vô màn hình à? Tại vì Thanh Giang đang muốn tìm một món quà thật là đặc biệt để dành tặng cho cô Dư Thảo đó mà. Quà gì đây? Trước khi Thanh Giang bật mí món quà này thì Thanh Giang cùng với cô Dư Thảo phải chào quý vị khán giả trước đã. Xin được chào mừng quý vị đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Và ngay bây giờ sẽ là bật mí món quà dành cho cô Dự Thảo đây. Đó là email của một vị nữ khán giả ở miền Bắc gửi về cho chương trình. Và Thanh Giang xin phép được đọc một đoạn ngắn trong email này cho cô Dự Thảo cũng như quý vị khán giả cùng nghe nha. Xin chào chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em tên là Trâm, 24 tuổi, quê ở Thanh Hóa. Sắp tới cô ruột của em ở nước ngoài về thăm quê. Cũng nhiều năm rồi cô cháu không gặp mặt nhau nên em rất muốn tự tay làm một món ngon gì đó để tạo một niềm vui bất ngờ dành cho cô của em nhân dịp trở về nước. Và qua dò hỏi mọi người trong nhà thì em được biết là cô rất thích ăn món mực rối. Nhưng em không biết làm thế nào cho món này thật là ngon, thật đặc biệt và hấp dẫn. Mong chương trình tư vấn giúp em cách thực hiện món ăn này. Em cảm ơn chương trình rất nhiều. Đây đúng là một món ăn ngon và đặc biệt. Và vị khán giả gửi thư đến chương trình đúng là một vị khán giả rất là sành ăn, sành thưởng thức. Trong chương trình ngày hôm nay thì Diệu Thảo sẽ giới thiệu với quý vị khán giả Món Ngon Mỗi Ngày một món ăn có tên là món mực rối. Để thực hiện món mực rối thì quý vị khán giả cần chuẩn bị khoảng 200g thịt ức gà, 20g tôm khô, 20g khô mực xé, 400g su hào, 50g cà rốt, một ít ngò rí, hành tím băm, bột năng, một cái trứng vịt, các loại gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Cô đã chuẩn bị trước một số những nguyên liệu rồi. Ví dụ như su hào, cà rốt thì một số cô đã cắt sợi nè. Còn gà thì chúng ta luộc chín trước và xé sợi đi. Sau đó chúng ta sẽ đặt lên bếp 1 lít nước luộc gà. Cô đã luộc rồi. Quý vị khán giả sẽ cho những cái khối su hào và cà rốt chúng ta cắt khúc như thế này. Cô sẽ cho su hào và cà rốt vào. Mục đích là để chúng ta nấu cái phần nước dùng này thêm ngọt. À, như vậy là để cho nước dùng có vị ngọt tự nhiên. Thì quý vị hãy lưu ý là chúng ta sẽ cho thêm một ít cà rốt và củ su hào cắt khối vào nước dùng quý vị nhé. Quý vị khán giả nêm vào khoảng 2/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Hòa đều để cho phần gia vị này tan đều trong cái phần nước dùng. Giai đoạn kế thì quý vị khán giả sẽ ngâm mềm phần tôm khô này. Tốt nhất là để chúng ta ngâm mềm mà nhanh và rút ngắn thời gian thì quý vị khán giả sẽ dùng nước nóng chúng ta cho vào tôm khô và chúng ta ngâm để cho tôm khô mau mềm. Bây giờ quý vị khán giả sẽ đặt một cái chảo lên bếp. Khi chảo đã nóng thì quý vị khán giả sẽ cho vào khoảng 2 muỗng canh dầu ăn, phi vàng phần hành tím này. Và khi hành tím đã bắt đầu chuyển sang màu vàng mơ thôi, chúng ta sẽ cho hết phần tôm khô vào, chúng ta đảo đều. Quý vị khán giả sẽ nêm vào thêm khoảng 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Khi mà chúng ta cháy tôm khô ở trên chảo như thế này, cho bông tôm khô lên và đồng thời nêm thêm một ít bột ngọt Ajinomoto, có tác dụng sẽ làm cho phần tôm thơm hơn rất là nhiều và đặc biệt là khử đi mùi tanh của tôm khô. Bây giờ thì quý vị khán giả tắt bếp và chúng ta sẽ trút phần tôm ra chén. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua giai đoạn tráng trứng. Chúng ta sẽ sử dụng một cái trứng vịt. Chúng ta hòa với lại khoảng nửa muỗng cà phê bột năng với một ít nước. Chúng ta sẽ cho một ít nước bột năng này vào trong trứng giúp cho phần trứng mỏng và dai, khi chúng ta chiên thì sẽ không bị rách. Wow, như vậy là công dụng của nước bột năng khi chúng ta cho vào trứng thì khi tráng trứng thì trứng sẽ được mỏng nè, có độ dai và đặc biệt là không bị rách đó quý vị ạ. Cho thêm vào khoảng 1/3 muỗng cà phê bột ngọt vào trong phần trứng này. Đánh đều lên. Và bây giờ quý vị khán giả sẽ chuẩn bị một cái chảo để chúng ta chuẩn bị tráng trứng. Khi chúng ta cho dầu vào thì chúng ta dùng chảo không dính, để lửa nhỏ thôi, chúng ta tráng đều một cái lượng dầu ở trong chảo. Sau đó thì quý vị khán giả sẽ trút hết phần dầu này ra. Chảo đã nóng trở lại rồi, quý vị khán giả sẽ tráng đều một lớp như thế này. Còn bao nhiêu chúng ta đổ hết ra. Và như vậy quý vị khán giả nhìn thấy là phần trứng của chúng ta rất là mỏng, bám đều một lớp như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ để lửa nhỏ trở lại. Xong rồi chúng ta sẽ trút phần trứng này ra dĩa. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị để cắt trứng. Quý vị khán giả sẽ cuốn tròn phần trứng mà chúng ta đã tráng mỏng ra. Kế đó thì chúng ta sẽ cắt sợi phần trứng này. Và cô sẽ cho trở lại vào đĩa. Khi nước dùng sôi trở lại rồi thì quý vị khán giả sẽ cho phần su hào và cà rốt sắc sợi vào. Sau khi quý vị khán giả đã để nước sôi trở lại và phần su hào cũng như cà rốt sắc sợi đã chín, cuối cùng với món ăn này thì chúng ta sẽ cho thêm khoảng 1 muỗng cà phê nước mắm nữa. Trộn đều lên để cho nước mắm hòa đều. Và bây giờ thì quý vị khán giả sẽ múc món mực rối ra tô. Kế đó quý vị khán giả sẽ xếp phần su hào cắt sợi. Tiếp tục chúng ta sẽ xếp đến phần thịt gà. Khi trình bày thì cái cách trình bày tỉ mỉ như thế này sẽ làm cho món ăn đẹp mắt hơn. Cuối cùng nữa thì có một chút màu vàng của trứng tráng mỏng. Chúng ta sẽ rưới nước dùng vào. Cho một nhúm tôm khô giả bông này ở khoảng giữa.
Cuối cùng thì cô sẽ cho thêm một nhánh ngò rí vào nữa. Cô đã chuẩn bị một phần cho Thanh Giang rồi đây. Em thử nếm một ít nước thử xem. Chắc chắn là phải thử nước dùng rồi. Phải nói nước dùng rất là ngọt và rất là thơm quý vị ạ. Bởi vì chúng ta đã có thịt gà nè và bên cạnh đó là su hào và cà rốt chúng ta cắt khối cho vào nước dùng. Cho nên nước dùng rất là ngọt. Và đặc biệt là các phần nguyên liệu như là cà rốt và su hào thì vẫn còn giữ được độ giòn ngọt tự nhiên của nó. Và quý vị khán giả thân mến, có thể nói món mực rối là một món được chế biến khá là công phu, khá là cầu kỳ. Nhưng mà Thanh Giang đảm bảo với quý vị rằng đây là một món ăn rất là thơm ngon, hấp dẫn và rất là bổ dưỡng nữa. Và xin được chúc cho quý vị khán giả sẽ thực hiện thật thành công món này. Và đặc biệt là quý vị khán giả đã gửi email về cho chương trình sẽ có một món ăn thật là ngon để đãi người cô của mình từ nước ngoài trở về. Quý vị khán giả thân mến và quý vị cũng đừng quên gửi những góp ý của mình về cho chương trình ở hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị cũng có thể gọi điện vào trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam ở số điện thoại là 0838237557, hoặc quý vị cũng có thể truy cập vào website của chương trình ở địa chỉ là www.monngonmoingay.com, hoặc quý vị cũng có thể tìm với từ khóa là món ngon mỗi ngày để đến được với trang web của chương trình. Còn bây giờ thì cô Dự Thảo và Thanh Giang xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.